bày chị làm chuyện xấu rồi. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Bà ơi, không sao đâu. Chúng ta sẽ cứu được phép màu, phép thuật. Cháu đang nói về cái gì vậy? Nhìn nhà chúng ta kìa. Nhìn chị gái cháu kìa. Thưa bà, chị Isabella không vui. Dĩ nhiên là nó không vui. Cháu đã phá hỏng lời cầu hôn của nó. Không không, chị ấy cần cháu phá hỏng lời cầu hôn mà. Và sau đó chúng cháu làm những điều này. Rồi ngọn nến cháy sáng hơn. Và những vết nứt, đó là lý do cháu ở trong thị kiến. Cháu phải thôi đi, Mirabel. Các vết nứt là do cháu. Bruno bỏ đi vì cháu. Lucia đang mất đi sức mạnh. Isabella mất kiểm soát là do cháu. Bà không biết tại sao cháu không có năng lực, nhưng đó không phải là cái cớ để cháu làm tổn hại gia đình này. Cháu không bao giờ đủ tốt như bà muốn, phải không? Cho dù cháu có cố gắng thế nào, cho dù ai trong chúng ta cố gắng thế nào đi nữa, chị Lucia sẽ không bao giờ đủ mạnh. Chị Isabella sẽ không đủ hoàn hảo. Cậu Bruno rời gia đình vì bà chỉ thấy điều tồi tệ nhất ở cậu. Bruno không quan tâm đến gia đình này. Cậu rất yêu gia đình này. Cháu yêu gia đình này. Chúng ta đều yêu gia đình này. Ba mới là người không quan tâm. Bà là người phá hủy gia đình này. Đừng bao giờ. Phép màu đang chết dần bởi vì bà.